thích mấy cây như này. Đấy, cây vừa đi qua. Đâu nha. Tuyệt vời. Chưa xa. Bắt đầu đi ăn sáng về. À chưa. Đó làm tí nấu con cái rồi gì này, thế này hết rồi, chẳng về được. Đấy, các bác chợ Vạn Phúc hôm nay là ngày 27 tháng 5. Âm lịch là ngày mùng 5 đấy. Ờ đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Giờ này chuyển sang tùng này. Quái gì, quá đi mua đâu. Đây á, cả này nữa. Không, tùng cối. Cối bao tiền đấy? Nhìn thích không? Nhìn quái ghê nhỉ. Lạng hàn à? Tưởng gốc hóa mà này, hóa là chi khó khó thế. Cái này cắt ngắn xanh này sướng. Bác bảo khả năng cắt dần. Tùng này cắt thoải mái đúng không? Cắt phải chờ mầm đến mục thất. Mẹ mầm không bắt đầu là lẩy mầm thì mới cắt được. Năm củ. Này bộ đội của cô gặp nhỉ? Hôm trước hình như tí đi Nam Định, Thái Bình à? Nam Định, Thái Bình, tất. À, đấy, hôm nào ông đang lên tí sách cái tùng thì hình như cái này, cái cao cơ. Cây cao cao đấy là cây trong nhà anh Tư Nam Định. Ờ à, đấy. Anh Tư. Sạch sẽ nhỉ? Quá chết. Chơi. Bộ vũ trước về nhá. Chơi vài ngày. Đây cục đây, cục tối mướt, cục đây, xi đây, cục kia. Ừ. Báo giá từng cái đi anh. Cái này bao nhiêu? Đấy 8 củ. Cái chậu hay nhỉ? Xi măng nhưng mà giả nhìn như đá nhỉ. 8 củ này. Xi thì bao nhiêu anh? Thế còn cục này. Lưu bộ. Được rồi, thế để biết. Ai mua thì hỏi. Ok, xem. Biển. Đây toàn hàng mới nhỉ? Hôm trước bật về đây đúng không? Mới đấy. Nó đi miễn là vừa. Con lấy cái gì? Con lấy cái uống thuốc thôi, còn lấy gì đâu. Lách qua. Lách qua. Chợ đông vui quá nhỉ? Cái uống thuốc thôi. Con này khi xoay mặt kia đẹp hơn đấy chứ nhỉ? Con lạc đẹp. Con này là trực hoành. Một tay trước còn là cái gọn đây. Đi cọ cắt bỏ lại đi rồi lấy này lên lấy trở lại. Xoay xoay. Xoay đẹp lắm. Đọc mẹ số cho anh em biết đỡ hỏi em. Lấy mà có phải phục thuận. Anh làm gì cũng được, nhà cắt. Tay bắt xuống. Ừ. Làm vách luôn. Đọc số của anh ấy. Đọc số em đọc anh. Luôn đi. Anh nhớ thế cả được. 0936 0936 153163 153163 ờ, số dễ nhớ hết nhỉ. Còn lưu điện thoại cho bao giờ xem biết được số gì không. Vách đấy. Điện giá nội bộ giá báo kín rồi một con một nhóc xong vừa nãy báo bao nhiêu thì các bác tự xem lại nhớ nhé, tự đích nhớ nữa gì đấy xem. Để cao cao dễ nhìn kiếm mấy cái mua ra cao này che lớp quả xếp này ốm này nửa tháng nay chả dám mua cây nào mới giật mình không có tiền nằm im nằm im chờ thời chờ thời chờ phát ra đổi đời ốm nào đấy nhìn nặng nề quá kìa. Em đặt của em. Anh Kiện ấy không mang cái gì đi à? À đây à? Ghê đấy nhỉ? Bao tiền đây anh? Chậm về nó hạ đấy.
9 triệu. Đó, đẹp. Rồi bảo thằng nhìn kỹ ông về. Ổn quá. Cây đảo địa đây vào miền nào đây? Cây đảo địa vào Hoài Đức. Hoài Đức ạ, lại Hoài Đức ạ. Để các ông nào mà không thích cái chậu này, cái hòn đá thủy nó nặng quá thì thay chậu cũng được. 9 triệu cái kia. Chú dâu đang uống rượu. Lực, cây của lực. Cái quả để nó tin đắp được cây này, lấy trả vào đấy mua cái chèo này, chèo đấy. Trả này là lại chỗ nào? Nhìn chưa thấy đồ nó đồ chơi của mình. Nhiều đầu ghê nhỉ. 4, 6 à, nhiều đầu quá. Nhiều đầu nhiều tiền đúng không anh? Nhiều đầu nhiều tiền. 15 triệu. 2, 4, 6, 8, 7, 8, 9. Chiều 6 đi. Một tuần qua mãi nở đấy. Đi 15 đồng. Đấy, được cả bể cũ đây. Được cả bể cũ đây. Đây, số của xe này đây. Xe cây này đây. Lấy phiên chợ đông mà lấy phiên chợ đông bữa. Bao thế này. Đấy, ui hôm qua hôm kia. Ông tị thì thiếu gì cây nhét vào đấy thôi. Ôi. Ôi trời ơi, mưa hiếu à. Tay gái. Cho thêm tiền à, cho thêm tiền đúng không? Ôi cái thêm mưa hiếu với cả thêm mưa hiếu. Về nào. Mưa hiếu. Vẫn bình thường. Cái ấy này thì bao tiền anh? Con đấy 15 triệu. 15 à. To. Nói cơ hiếu biết. Ngon. Đấy. Ghê quá. Đấy, hàng này ngon này. Dê nuốt. Mắc lắm. Cây của anh đâu? Anh đây không mang cây. Không cây à? Đấy cả con này đây. Đi mua à, cả con này đi. Nạo bắt nhất đấy. À, cái này bao tiền đây? Con này tầm độ 17 củ. 17 củ. Vào. Đẹp quá. Tiền bể đẹp. Sướng nhỉ. Điền. Đấy, thằng lão có cái gậy. Đúng rồi. 17 củ. Đấy, chợ đây vui lắm. Đang hoàng họp rồi. Họp đang hoàng. Đi ra sau cái xe này cái xem. Xem mấy cái gì của anh Lực này. Ồ. Ở đây, ở sau đây. Cây nhiều đầu vậy đấy. Đấy. Bể cũ cũng khá là tinh đấy, cây mặt kia nó rất là béo, mặt này đây
Đấy. Đây. Mười lăm triệu, hai cây mỗi cây 15 triệu đây. Cái này thì các bác nhìn xem có ăn được không. Rồi, đi ra khu vực khác các bác nhé.